Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một con quét đào một con tốc cần có kèo là Decat. Thì một con tốc cần Decat này dự án của nó sẽ list lên rất là nhiều sàn lớn nè bạn. Ví dụ như sàn Hubi, Uket, Binance và MC, Uniswap và Coinbase nha bạn. Thì hiện tại mình đã đăng ký. Khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 10.000 tốc cần các bạn. Thì 10.000 tốc cần đó các bạn có thể dùng 10.000 tốc cần để cắt cho các bạn có thể đạo các bạn. Thì hiện tại balance của mình được bao nhiêu ta? Khoan các bạn chậm xíu các bạn. Asset. Các bạn chậm xíu các bạn. Mình đã đạo cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ các bạn, được 213.000 các bạn. Thì hiện tại cái cổng rút nạp thì nó cũng đã cho mình có cổng rút nạp nè các bạn. Thì đây là số dư của mình nè bạn. Thì mình đi hướng dẫn các bạn đăng ký nha bạn. Thì bạn nào muốn tham gia dự án này thì cần phải để mình lấy cái phần link mô tả của mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha bạn. Thì mình lock out ra các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn đăng ký thì có hai mục. Một các bạn đăng ký số điện thoại và email các bạn, mình khuyên các bạn đăng ký email các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn vào nè. Ví dụ các bạn tiếp tục thì dòng thứ hai thì password các bạn đặt password tự đặt các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn xác nhận password các bạn. Dòng cái mã code này thì các bạn đi thinh các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào xong các bạn bấm vào một send code nè. Sau khi bạn bấm vào send code nó hiện ra một cái captcha các bạn, lướt captcha các bạn. Nó lướt hiện ra một hình captcha thì các bạn vẽ theo cái hình của nó nghe các bạn. Rồi các bạn bấm vào register now thì nó gỡ về cho bạn một cái mã code. Các bạn vào mail copy mã code dán vào đây nha các bạn. Thì mình đã có tài khoản rồi, mình login nha các bạn. Sau khi các bạn login vào nó chưa có đào đâu các bạn. Thì sau khi login vào thì balance của bạn chỗ này thì nó sẽ có hiện 10.000 tốc cần Decat nè. Các bạn dùng 10.000 tốc cần Decat này các bạn đào minin các bạn. Thì bạn nhấp vào đây các bạn. Thì các bạn muốn đào bao nhiêu đào các bạn. Thì mình có 10.000 thì mình đào hết 10 luôn các bạn. Các bạn bấm vào số 10 nè. Rồi các bạn bấm vào một phép nè. Vì đây mình đã đào gọi nha các bạn. Vì mình đã hiện lên một màu xanh là các bạn đào minin thành công đó. Sau khi 24 giờ của các bạn vào đây các bạn minin lại các bạn. Hay là khỏi cũng được, nó tự động đào nè các bạn. Thì vì mình cũng mới có đào cái dự án này các bạn, thì sau này mình sẽ cập nhật dự án này tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.